bà nội nó dạy rồi anh cứ đóng cầu cầu ba bốn người luôn, mà trường hợp một đây là trường hợp một nhà mà tới ba người điên thì là cái trường hợp đặc biệt, nó có phải có chính sách khác chút xíu. Cái này anh ra huyện hơn người ta hướng dẫn với phần phần chính sách xã hội hướng dẫn cái trường hợp này chứ. Người nhà đi làm dẫn người nhà đi làm cho họ chứ người nhà thì đâu hiểu chứ đâu, chứ còn xã thì chắc chắn xã không có cân ngân sách rồi, những cái xã nghèo như xã mình thì không có ngân sách. Thì anh cũng làm một cách anh tạo phước thì anh giúp đỡ giùm đi. Chứ giờ sống mà trong trời như thế này cũng thấy bất bình quá à. Không, nhưng mà cái nói báo với anh này nè, nói chung gia đình cũng có ví dụ như bé đầu tiên mà mới lọt lòng ra địa phương là có chương trình chính sách là có tặng, mà cũng tạo điều kiện cho bé rồi. Rồi cái nhất thì là cậu bé